Thưa quý vị và các bạn, năm 2014 khép lại, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Yên Minh đã đạt được những kết quả đáng mừng. Trong tổng số 56 chỉ tiêu kinh tế xã hội tỉnh giao, huyện đã có 48 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Nền kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao với mức thu nhập bình quân đầu người trong năm đạt trên 11,6 triệu đồng. Những kết quả này sẽ là đòn bẩy để huyện tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2015. Ghi nhận của phóng viên chuyên đề, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2014, ngay từ đầu năm, huyện Yên Minh đã chủ động triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ cho bà con phát triển kinh tế và đã phát huy hiệu quả. Trong công tác phát triển kinh tế do đó giảm nghèo, huyện đã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Theo đó, nhiều gia đình từ những chương trình hỗ trợ của tỉnh đã tích cực phát triển kinh tế hộ để vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình như gia đình anh Sĩ Văn Cường, thôn Kéo Hèn, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, thu nhập của gia đình chủ yếu từ chăn nuôi lợn. Những năm trước đây, gia đình chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ, không đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ sự hỗ trợ của chương trình phát triển chăn nuôi gắn với xây dựng hầm bioga, anh đã xây dựng chuồng trại, mở rộng quy mô. Hiện nay, mỗi lứa gia đình anh đều nuôi từ 50 con lợn trở lên, đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cuộc sống của gia đình trở nên khấm khá hơn so với trước. Có vốn làm ăn, anh Cường còn đầu tư mua bò để tiếp tục phát triển kinh tế gia đình. Đến bây giờ thì nói chung là thì là cũng được đảng và chính phủ hỗ trợ những cái bioga này, các cái là cho vay vốn, chính sách vay vốn này, thì cũng từ đấy là mình mới gọi mạnh dạn là làm thêm đấy, làm thêm xây chuồng xây trại làm thêm. Thì từ ngày đến giờ thì nói chung là bây giờ cái cuộc sống với các cái thì nói chung là bây giờ là nó đỡ hơn trước nhiều, với bây giờ cũng được cái ổn định là thu nhập mấy một năm cũng được khoảng hơn trăm, ví dụ bán thì nó bán được khoảng 400-500, nhưng mà mình phải trừ các cái chi phí chăn nuôi. Một trong những xã thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội là Mậu Duệ. Trong năm qua, xã đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đời sống của người dân trong xã có sự thay đổi rõ nét với mức thu nhập bình quân đầu người là 10 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19% năm 2013 xuống còn 13%. Năm 2014, cấp ủy chính quyền xã Mậu Duệ đã xây dựng kế hoạch, phương án để giúp bà con phát triển kinh tế. Trong sản xuất cây lương thực, xã đã đưa chủ yếu giống lúa DS1 có năng suất cao vào canh tác, đã góp phần tăng sản lượng lương thực và đã nâng mức bình quân lương thực đầu người lên 496 kg. Năm 2014, nông thôn mới xã Mậu Duệ cũng đã có nhiều thay đổi. Thực hiện đột phá về xây dựng giao thông nông thôn, nhiều con đường liên thôn, liên xóm trên địa bàn xã đã được bê tông hóa. Cùng với đó, xã Mậu Duệ cũng là một trong những xã có lợi thế phát triển thương mại dịch vụ. Do đó, trong năm qua, xã đóng góp vào nguồn ngân sách nhà nước hơn 190 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch đề ra. Với những kết quả đạt được, xã đã đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện. Từ đầu năm cũng triển khai kế hoạch xuống các cái thôn, từ đầu năm giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể đến tận hộ gia đình, thì xã ký cam kết từ đầu năm là thực hiện hoàn thành các cái chỉ tiêu giao của xã giao cho thôn. Thì cũng được nhân dân đồng tình ủng hộ, đặc biệt là nhân dân cũng là tích cực là tham gia phát triển sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là về phát triển kinh tế thì cũng đưa các cái mô hình giống cây con có năng suất cao vào sản xuất. Năm 2014, Yên Minh là một trong hai huyện thực hiện đề án nâng cao sử dụng đất nông nghiệp hàng năm. Theo đó, cấp ủy chính quyền huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và đã thực hiện thành công các chương trình đầu tư có thu hồi, nhân rộng giống lúa chất lượng. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt trên 43.390 tấn, tăng hơn 2.638 tấn so với năm 2013. Xác định chăn nuôi là thế mạnh, huyện cũng đã tập trung chỉ đạo các địa phương tập trung chuyển đổi những diện tích đất canh tác kém sang trồng cỏ để phục vụ cho chăn nuôi. Công tác phòng chống đói, rét trong mùa đông cho gia súc đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Song song với đó, huyện cũng có cơ chế hỗ trợ trâu bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế. Bằng những việc làm cụ thể, tổng đàn gia súc năm 2014 trên địa bàn huyện là trên 93.600 con. Bằng các chương trình kế hoạch đó, ngành nông nghiệp trong năm qua tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng và chiếm tỷ trọng hơn 22,2% nền kinh tế của huyện.
Kết quả đến cuối năm 2014, về cơ bản, về diện tích, về năng suất và sản lượng vượt so với kế hoạch năm 2014. Cụ thể như là lúa là vẫn đạt trên 57 tạ trên hecta, và đặc biệt ngô là năm nay là vượt so với kế hoạch là đạt trên 35 tạ trên hecta. À, một cây trồng nữa là huyện quan tâm là cây đậu tương thì đã tăng được cái diện tích. Còn đối với vật nuôi thì đặc biệt là đối với con bò thì huyện đã tập trung là phát triển, đã có cái phương án phát triển đàn gia súc giai đoạn 2014-2016. Bước đầu đã phối hợp với trung tâm giống cây trồng vật nuôi Phố Bảng để thực hiện cái việc là thụ tinh nhân tạo thành công. Thứ hai nữa là huyện tập trung là phát triển con lợn đen theo cái mô hình trang trại góc độ là hộ gia đình nhưng mà quy mô lớn hơn. Qua một năm thì cái sự thành công đó thì đánh giá lại thì nhiều chỉ tiêu lớn về nông nghiệp đã vượt đến cái ngưỡng nghị quyết đại hội năm 2015. Trong năm 2014, khu vực thương mại dịch vụ du lịch đạt tốc độ phát triển khá cao và chiếm tỷ trọng hơn 38,8% kinh tế của huyện. Hiện nay, huyện Yên Minh có 14 chợ hoạt động thường xuyên. Nhờ hệ thống chợ nông thôn, chợ biên giới này, các mặt hàng thiết yếu đã được cung ứng kịp thời, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thương mại phát triển đã đóng góp không nhỏ vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Năm qua, tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 76 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch đề ra. Bên cạnh phát triển thương mại, huyện cũng đã chú trọng đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch của địa phương. Theo đó, lượng khách du lịch đến với huyện ngày càng đông. Trong năm, huyện đã đón và phục vụ trên 13.000 lượt khách tham quan du lịch trong và ngoài nước. Nhờ vậy, doanh thu từ các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, nhà hàng trên địa bàn huyện đạt trên 5 tỷ đồng. Là lĩnh vực thương mại dịch vụ thì đã có sự chuyển biến rõ nét. Bên cạnh cái việc mà duy trì và phát triển cái hệ thống chợ nông thôn ấy, thì là phòng cũng là chú trọng đến cái công tác là quảng bá giới thiệu của các cái sản phẩm hàng hóa của địa phương thông qua các cái hội chợ thương mại của huyện và các cái lồng ghép vào cái chương trình đưa hàng Việt vào nông thôn. Bên cạnh đó là cái lĩnh vực và thương mại dịch vụ ấy, là trong năm 2014 là phát triển rất là mạnh, là các nhà hàng, khách sạn rồi là đã được hình thành mới để phục vụ tốt cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện cũng như là phục vụ cho cái nhiệm vụ là phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Các hoạt động tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định như sản lượng chế biến chè là 230 tấn, sản xuất 12 triệu viên gạch. Các công trình đầu tư cơ bản đã kịp thời được tháo gỡ khó khăn, giải phóng mặt bằng, giải ngân nguồn vốn để thực hiện đúng tiến độ. Có thể khẳng định cơ cấu kinh tế huyện đang chuyển dịch theo đúng hướng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ du lịch và nông nghiệp. Công tác xóa đói giảm nghèo, lao động việc làm được chú trọng thực hiện. Năm 2014 đã tạo thêm việc làm cho 1.455 lao động và giúp cho 818 hộ vươn lên thoát nghèo. Đời sống của người dân ngày càng ổn định và cải thiện. Mức thu nhập bình quân trên đầu người trong năm đã đạt 11,68 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với năm 2013. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục có những chuyển biến tích cực so với năm trước. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra khó hoàn thành theo kế hoạch như tỷ lệ huy động trẻ dưới 2 tuổi đi nhà trẻ và chỉ tiêu trồng rừng. Huyện vẫn còn nhiều chỉ tiêu chỉ đạt khoảng 77%. Bước sang năm 2015, huyện xác định đây là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 16 và xây dựng kế hoạch cho những kỳ đại hội tiếp theo. Ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2015 và triển khai đến các xã thị trấn trên địa bàn. Phát huy những cái kế thừa những kết quả của năm 2014 và cái chỉ tiêu của năm 2015 là chúng tôi đặt ra ngay từ đầu năm, giao chỉ tiêu kế hoạch. Hiện nay huyện đã giao chỉ tiêu kế hoạch đến các xã và các xã giao chỉ tiêu đến tận cơ sở và xác định các cái chỉ tiêu kế hoạch đó để chúng ta thực hiện ngay từ đầu năm. Thứ hai nữa là bằng những cái biện pháp cụ thể là tăng cường công tác kiểm tra đối với cơ sở và hướng dẫn chỉ đạo việc thực hiện triển khai. Và cũng năm 2015 là cái năm chào mừng đại hội đảng các cấp, cho nên chúng tôi sẽ phát động cái phong trào thi đua để lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp. Do đó thì các cái chỉ tiêu
kế hoạch năm 2015 chúng tôi sẽ tập trung ngay từ đầu năm, và cũng tin tưởng rằng ấy, và với cái quyết tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và cái sự đồng thuận và thống nhất cao của nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, thì chúng tôi tin tưởng rằng cái chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 sẽ đạt và một số chỉ tiêu sẽ vượt so với nghị quyết của đại hội đề ra. Bước sang năm 2015 với những thời cơ và thách thức mới, từ những kết quả đạt được trong năm 2014 sẽ là cơ sở và động lực để các cấp, các ngành của huyện Yên Minh tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2015.